Những bức ảnh đầu năm nên xem cho bớt quạo quạo. Anh trai này chắc không có ưa gì hội OCD rồi. Còn ông thợ xăm thì chỉ vì tiền nên có thể thông cảm. Không biết sinh nhật của đứa nào, chứ chia bánh kem đều như vậy là thấy khoái khoái rồi đó. Gặp cái này thì nuốt cục tức vô trong, gán ăn cho hết chứ bỏ uổng. Vì đằng nào vô bụng nó cũng tan hà. Trái cây cúng đó, thôi để chưng lên bàn thờ cho ông bà bớt quạo quạo.